Mình sẽ làm một cái video clip ấy mọi người ạ. Mình thử đi ăn trộm vải ấy, mọi người ạ. Đi ăn trộm vải ăn trực tiếp tại cây luôn mọi người ạ. Xem cái vải này nó ăn như nào mọi người ạ. Đây trong vườn nhà ông bà mình mà. Vải ngon lắm nhưng mà ông bà chưa cho ăn. Đây mình đi ăn trộm ấy mọi người ạ. Chưa đến mình ăn trộm ấy. Giờ mình nhá thử lên cho mọi người xem nhá. Đây nhá. Mình đã leo cây vải rồi mọi người ạ. Mình leo cây vải rồi nhá. Bây giờ mình sẽ lấy đây, muối đây là muối ớt Tây Linh mọi người này. Đây là muối ớt Tây Linh mọi người nhá. Mình thử ăn vải chấm với muối ớt xem như nào mọi người nhá. Bây giờ đang là 12 giờ trưa mọi người ạ. 12 giờ trưa lắng chang chang. Nhưng mà ông bà đang đi ngủ mọi người ạ. Ông bà đang đi ngủ rồi nên là mình sẽ ăn trộm vải mọi người ạ. Mình ăn thử xem. Vải ăn trộm mới ăn rất là ngon mọi người ạ. Ăn trộm ăn mới ngon. Nhưng mà nếu mà mua về chắc gì chắc là ăn mọi người ạ. Đấy, để mình sẽ về thử không? Thử vải ra để ăn nhé mọi người nhá. Rồi xem mình nhá. Mời tất cả mọi người cùng ăn mình nhá. Đấy nhá. Wow, ngon lắm. Mời ạ. Ngon lắm ạ. Ngon lắm. Đã rồi ạ, ăn cực kỳ sướng luôn. Đây luôn. Giờ mình treo lên cây mọi người nhé. Treo cây mình ăn nhé. Mình sẽ treo vải lên cây nhé. Treo vải lên cây mình ăn mọi người nhé. Cây này nó ấy quá không treo được mọi người. Cây này treo được. Mình treo cây mình ăn nhé. Ăn trên lóc nhà luôn mọi người. Mình đang ngồi trên cây ăn mọi người.
trực tiếp luôn mọi người ạ. Ăn tuyệt vời luôn mọi người ạ. Ăn ngon. Ăn tuyệt vời luôn mọi người ạ. Ăn ngon thật đấy. Vài hột bé tí luôn ạ. Ông bà vẫn còn đang ngủ mọi người ạ. Ra tí nữa mà mất chùm vải xót ruột lắm. Ngon thật. Ăn thôi luôn mọi người. Ăn sướng. Về ăn sướng cực luôn. Đã quá. Chỗ này đâu phải vào khoảng 2 cân vải mọi người ạ. Mình sẽ ăn hết 2 cân vải mọi người nhé. Mình theo dõi nhé. Ngon thật mọi người. Mọi người mà bị máu nóng hay như nào mọi người không được ăn vải nhiều như này mọi người nhé. Mình là máu mát nên là mình ăn thoải mái mọi người ạ. Còn ai mà máu nóng mọi người không nên ăn nhiều nhé. Mọi người chỉ ăn vài quả thôi đỡ thèm thôi, đừng nên ăn nhiều nó sẽ cái vải này rất nhiều đường mọi người ạ, cực kỳ nhiều đường luôn, nhiều gluco ấy. Vào là mọi người sẽ rất là nóng trong người và rất là nhiều bệnh mọi người ạ. Mọi người ăn vừa vừa thôi nhá, đừng có ăn theo tôi nhá. Tôi máu mát nên là ăn được khoảng 2-3 cân thôi nhá mọi người ạ. Bà ông bà ra mà thấy độc thấy vỏ vải vỏ à. Chết ạ. Ăn tại cây ngon mọi người ạ. Ăn tại cây phê thật ạ. Mọi người bây giờ 12 giờ trưa mọi người. Cực kỳ nóng luôn. Nhưng mà mình trốn lên đây. Mình nheo lên cây mọi người ạ. Mình ăn nữa ông bà không biết đâu. Ông bà biết rồi, ông bà sợ sợt thế. Mất chùm vải của ông bà. Ngon thật mọi người. Mọi người nhìn này. Mình ăn hết
rất nhiều luôn mọi người. Chấm muối tê linh mọi người ạ. Ngon. Chua. Cay phết đấy. Phê thật mọi người ạ. Ngon thật. Ngon thật. Chỗ này rồi. Hết một chú về luôn. Ngon thật mọi người. Vã mồ hôi mọi người. Vã mồ hôi luôn mọi người. Ăn hết cả cân vải mọi người. Mọi người ăn này kinh khủng không? Hết rồi. Mọi người ạ, thực ra không biết mọi người như nào nhưng mà mình thấy là vải mà mua về nhà ăn còn không ngon, ăn không ăn được nhiều bằng đi ăn trộm nền cây mà ngồi ăn như này ăn được nhiều mọi người, ăn được nhiều này mà đúng không? Còn bao nhiêu ở đây thôi, bao nhiêu vỏ mới ăn trước nữa mọi người ạ, ăn được nhiều kinh khủng luôn. Còn bình thường mới mua một
mua vài cân về ăn ăn mãi không hết, nhưng mà ngồi đây ăn hết tầm cân 2 cân đúng không ạ? Mới ăn thì có khi hôm nào căng hết 2 cân kinh ăn được. Vải này ăn béo mọi người ạ, ăn nhiều vải là béo ấy, nhưng mà những ai mà béo béo rồi thì không nên ăn mấy mọi người ạ, ăn ít thôi, máu nóng không nên ăn nhé mọi người nhé. Đấy là mình khuyên chân thành. Và ăn vải này nó cũng rất là nhiều đường mọi người ạ. Đây mọi người ạ, bây giờ mình phải xuống rồi mọi người ạ. Không ông bà dậy, ông bà thấy là đang ngồi ở trên cây mà ăn vải của ông bà là ông bà mắng chết đấy mọi người ạ. Thôi nhá, bây giờ mình video mình đến đây là kết thúc ấy, thì mình hẹn gặp lại mọi người ở video sau ấy. Mọi người hãy like và đăng ký ủng hộ mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chúc tất cả mọi người có một ngày thật là vui vẻ nha. Xin chào.